Theo ghi nhận, tại Hồ Bằng Lợi, xã Thạch Bình, có diện tích lưu vực tưới là 2,17 km2, với chiều dài của tràn xả lũ là 8 m, đảm bảo tưới tiêu cho 94 hectare lúa và 3 hectare hoa màu, cung ứng nguồn nước thẩm thấu, phục vụ sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân thuộc các thôn Bằng Phú, Án Kim, Án Long, Gò La, Án Phượng, xã Thạch Bình. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, công ty thủy nông chỉ đạo cán bộ, công nhân viên thường xuyên bảo dưỡng thiết bị vận hành, quy trình vận hành, cung cấp cho nhân dân sản xuất theo đúng lịch thời vụ. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phát dọn, kiểm tra, bảo vệ hệ thống kênh mương tưới, không để bồi lấp, thẩm thấu, gây ảnh hưởng dòng chảy. Hiện tại đến thời điểm này thì cao trình mực nước hồ đang ở cao trình 44.92. Thế thì phục vụ hồ đây là phục vụ tưới cho 103,1 ha. Cả lúa lẫn màu và mạ, phục vụ cho tưới cho 4-5 thôn của xã Thạch Bình, gồm có Bằng Lợi, Bằng Phú, An Kim, Gò La, An Long và An Phượng. Thì hiện tại đến thời điểm này thì nếu như mà đến đầu tháng 4 mà nếu như là lượng mưa mà không bổ sung thì cũng có ảnh hưởng đến cái việc phục vụ tưới nó sẽ khó khăn hơn. Thế thì còn trong từ giờ đến cuối năm thì các cái đoàn của chi nhánh cũng như là của công ty đang chuẩn bị kiểm kê vật tư phòng chống lụt bão của hồ để rà soát lại hồ để coi như để chuẩn bị cho phục vụ cho cái phòng chống lụt bão của năm 2018. Có mặt tại trạm bơm La Thạch, xã Thạch Định, theo anh Trịnh Đức Hùng, công nhân quản lý trạm bơm La Thạch cho biết, trạm bơm này gồm có 2 tổ máy bơm, mỗi tổ máy có công suất 800 m khối trên giờ, phục vụ trữ lượng nước tưới cho khoảng 208 hectare diện tích cây hoa màu của bà con nông dân xã Thạch Định và khoảng 16 hectare diện tích lúa cho đội 2 nông trường Thạch Thành. Đến thời điểm hiện tại, mực nước tính từ đáy bể hút lên đến mép nước là 70 cm. Như vậy, trữ lượng nước vẫn đảm bảo cung cấp cho các diện tích lúa và hoa màu trong vùng quản lý phục vụ của chi nhánh. Được biết, trên địa bàn huyện Thạch Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu chi nhánh Thạch Thành quản lý 11 hồ đập và 26 trạm bơm tưới tiêu. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân và vụ mùa trong thời gian tới, công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý, quan trắc mực nước ở các hồ đập và trạm bơm để kịp thời phân cử cán bộ bám sát địa bàn nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho lúa và hoa màu phát triển, sinh trưởng, sinh thực tốt.